Xin chào tất cả anh em đã đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình lại tiếp tục đem đến cho anh em một video nữa về tựa game Nitro Eagle, một tựa game nhập vai khá là nhàn rỗi mà anh em rất hay hỏi mình về các cách earn trong dự án. Và ngày hôm nay mình đem đến cho anh em một video chi tiết hơn. Bởi vì tại sao lại chi tiết hơn? Trước đó mình đã có một video nói về dự án này rồi, nhưng mà lúc đó thì mình không trải nghiệm được nhiều nên là nói còn hơi mông lung ha. Vẫn còn rất nhiều anh em hỏi mình về cách earn ở trong dự án này. Thì ở trong video ngày hôm nay mình sẽ tổng hợp lại toàn bộ các cách earn được ở trong dự án, bao gồm cả việc nạp tiền và việc chơi miễn phí. Và mình cũng xin là chia sẻ luôn cho anh em những cái mẹo để chơi game sao cho nó hợp lý nha. Ok, và trước khi vào đến nội dung chính, anh em đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất trên kênh của mình nha. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào nội dung chính nhá. Let's go. Và bởi vì mình đã có một video nói về dự án Nitro Eagle rồi nên là ở trong cái video ngày hôm nay mình sẽ không lặp lại cái phần giới thiệu thông tin dự án nữa nha. Anh em nào cần tìm hiểu về dự án này hoàn toàn có thể truy cập vào trang web của dự án, hoặc là có thể vào kênh của mình để tìm lại cái video đầu tiên xem là thông tin của dự án nó như thế nào nha. Ok, trong video ngày hôm nay mình sẽ đi trực tiếp vào phần hướng dẫn chơi game và tổng hợp các cách earn trong dự án, đặc biệt là mình sẽ chia sẻ những cái mẹo để chơi game sao cho nó phù hợp nha. Và đây là giao diện chính của tựa game ngày hôm nay. Đầu tiên, nếu như mà anh em là người mới chơi, mới tìm hiểu về dự án Nitro Eagle thì mình cũng xin tóm tắt nội dung chi tiết về cái dự án này như sau. Đầu tiên, Nitro Eagle là một tựa game có miễn phí để chơi và cũng có miễn phí để kiếm tiền luôn. Nhưng có từ nhưng nha, nếu như mà anh em chơi miễn phí thì chúng ta cần phải bỏ thời gian, chúng ta cần phải chơi game lâu dài thì mới kiếm được tiền. Còn nếu như anh em chơi tựa game này ngày 1, ngày 2 mà đã muốn kiếm được thu nhập rồi ấy thì mình nghĩ là không hề có nha. Ok, tiếp theo, nếu như mà anh em không muốn bỏ nhiều thời gian để cày game, không muốn làm một người nông dân thì chúng ta hãy làm một người địa chủ. Chúng ta nạp tiền vào, mua vật phẩm và đi cày rank, cày top ấy để kiếm tiền về. Đó là hai cách cơ bản để kiếm được thu nhập trong tựa game ngày hôm nay. Một chút nữa khi vào game thì mình sẽ chia sẻ sau ha. Nếu như mà anh em muốn đăng ký một tài khoản mới thì mình nghĩ là anh em nên đăng ký qua link Z của mình. Tại vì sao? Tại vì khi mà anh em đăng ký qua link Z của mình, cái phần thưởng khi mà anh em nhận được sẽ nhiều hơn là anh em đăng ký link Z của người không phải hợp tác với dự án à. Ví dụ nha, hiện tại thì mình đang là KOL hợp tác với dự án nên là mình đang được dự án thêm vào trong một cái danh sách. Và nếu như anh em đăng ký tài khoản qua link Z của mình thì sẽ nhận được phần thưởng cao hơn là link Z của người bình thường. Ok, cụ thể như sau. Đây nha, có những lợi ích khi bạn sử dụng mã mới của tôi. Đây là mình dịch sang tiếng Việt nha, mình dịch tài liệu này từ tiếng Anh sang tiếng Việt nên là đôi lúc nó còn hơi lủng củng. Đó, có những lợi ích khi bạn sử dụng mã mời của tôi, người dùng thông thường nhận được 4 NCG khi đạt cấp 50. Tức nghĩa là khi mà anh em đăng ký tài khoản qua link Z của người bình thường ấy, người không hợp tác với dự án ấy, anh em chỉ nhận được 4 NCG khi mà con tướng của anh em lên cấp 50 mà thôi. Nhưng nếu như anh em sử dụng cái mã mời của mình, cái link Z của mình ấy, khi mà đăng ký tài khoản và anh em leo đến level 50 thì anh em sẽ nhận được là 9 cái đồng token NCG ở trong tựa game ngày hôm nay. Đó là cái lợi thế mà khi anh em đăng ký qua link Z của mình, KOL của dự án. Ngoài ra thì còn có rất nhiều phần thưởng khác nhau, ví dụ như là cái hình đại diện này, cái thiên miêu này, cái họa huệ phù thủy này. Nói chung là những cái phần thưởng này có cái công dụng nội bộ trong game mà thôi, hoặc là thậm chí là anh em hoàn toàn có thể bán ra đồng NCG nếu như mà anh em muốn. Lưu ý là cái phần bán vật phẩm này chỉ có ở trên phiên bản PC mà thôi. Nếu như anh em có máy tính thì nên tải trò chơi này ở trên máy tính để chơi và đầy đủ tính năng hơn nha. Nhưng mà nếu như anh em không có máy tính cũng không sao cả, chúng ta vẫn có rất nhiều cách khác nhau để earn được thu nhập trong dự án này. Ok, ngoài ra thì khi mà anh em lên level ấy, level 50 nhận được những phần thưởng khác nhau này, và anh em qua những cái map khác nhau cũng sẽ nhận được những cái phần thưởng. Và lưu ý là những cái phần thưởng này hoàn toàn có thể sử dụng được và sử dụng để tăng cái dam này, tăng cái chỉ số cho nhân vật của anh em. Đó là những cái gì nhỉ, cái khuyến mãi khi mà anh em đăng ký tài khoản qua link Z của mình. Ok, đó là cái phần quảng cáo một chút ha. Quay trở lại với cả trò chơi ngày hôm nay, bây giờ chúng ta bấm vào start này. Và trong tựa game ngày hôm nay có một vài cái lưu ý khi mà anh em bảo mật tài khoản. Và cái lưu ý này mình đã nói ở trong cái video trước rồi, nên là nếu như anh em đang quyết định chơi tựa game này thì nên xem cái video thứ hai của mình về tựa game. Cái video đó thì mình đã hướng dẫn anh em bảo mật tài khoản làm sao để cho không bị mất tài khoản, không bị mất quá trình chơi ha, anh em nên xem lại. Và link video hướng dẫn đó thì mình sẽ để trực tiếp ở dưới phần mô tả video để anh em tiện anh em xem ha. Và đây chính là giao diện chính của tựa game ngày hôm nay. Thì bây giờ câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu cách để kiếm được tiền trong dự án? Thì trước khi mà để trả lời câu hỏi này thì mình cũng xin chia sẻ luôn là hiện tại dự án này sẽ dành cho hai đối tượng chính. Thứ nhất là nông dân cày chính hiệu và chăm chỉ nha. Còn nếu như nông dân lười cày thì chắc chắn cũng không thể nào kiếm tiền đâu. Ok, tiếp theo là đối tượng là địa chủ. Địa chủ ở đây là phải địa chủ của thị xã trở lên nha. Còn nếu như địa chủ của nông thôn ấy
thì mình nghĩ là cũng không thể nào mà chạy đua vũ trang được với cả tựa game này đâu. Tại vì sao mình lại nói như vậy thì một chút nữa mình sẽ chia sẻ sau ha. Bây giờ mình cũng xin thống kê lại là tựa game này cơ bản là có hai cách, có ba cách hả? Cơ bản là có ba cách ơn như sau. Cách ơn thứ nhất là dành cho nông dân cày chăm chỉ. Đó là chúng ta đi đánh cái map PVI ở đây, đấy nhỉ? Đánh cái map này. Đây nhỉ, đánh những cái map ở đây, đánh map càng cao càng tốt. Để làm gì? Mục đích là để làm gì? Mục đích là thứ nhất chúng ta kiếm về những cái tài nguyên để chế tạo trang bị. Cái mục đích thứ hai đó là chúng ta mở khóa những cái kiếm, những cái vật phẩm ở level cao. Đây nha anh em, vào giúp mình phần workshop. Ở trong cái phần tạo này sẽ có những cái vũ khí, những cái trang bị cho anh em. Nhưng mà lưu ý là sẽ mở khóa theo từng cái map một. Ví dụ khi mà anh em clear cái map 174 thì sẽ mở khóa được cái vũ khí này. Và cứ như vậy anh em clear được càng nhiều map thì mở khóa được càng nhiều vũ khí xịn. Và khi mà anh em có vũ khí xịn rồi thì chúng ta làm thế nào để ra tiền? Thứ nhất, nếu như chúng ta không muốn dùng vũ khí, chúng ta hoàn toàn có thể bán cho người chơi khác những cái vũ khí xịn ở trên máy chủ mới thì hoàn toàn có thể bán được với cả cái giá kha khá ha. Còn nếu như chúng ta không muốn bán cho người chơi khác, à đúng rồi, lưu ý là cái phần bán vật phẩm này hiện tại chỉ có ở trên phiên bản máy tính đó. Và hiện tại phiên bản mobile là chưa có phần bán vật phẩm cho người chơi khác, nhưng mà mình nghĩ là sẽ sớm có mà thôi. Đó là cái lưu ý của phần bán vật phẩm. Còn nếu như anh em không bán được vật phẩm thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng luôn cái vũ khí mà chúng ta cày được để đi leo danh, đấy nhỉ, leo ở trong cái top arena. Và đây cũng chính là cái cách ơn thứ hai ở trong tựa game này. Cái cách ơn này thì dành cho cả địa chủ và cả nông dân đó. Thì khi mà anh em vào đến đây rồi, anh em chơi cái gọi gì à? Cái đấu trường có thưởng đồng NCG là được. Và anh em thắng càng nhiều thì phần thưởng của anh em càng cao. Nói ngắn gọn một điều là như thế mà thôi. Đấy nha, tham gia này. Anh em bấm vào cái điểm CP nha. Lưu ý là anh em nên chọn thằng nào có cái điểm CP nhỏ hơn của anh em. Ví dụ điểm CP của mình là 68.000 thì mình phải chọn thằng nào. Đấy nha, chọn luôn thằng 62.000 này. Bấm luôn, tiêu diệt nó luôn. Và đây chính là trận chiến giữa NFT Gamer và một người nào đó ở trên thế giới ha. Ôi thằng này tận 163 này. Level 163 mà điểm CP thấp hơn mình. Không biết là nó có trang bị nhầm hay không nhỉ? Cái thời gian chiến đấu này thì cũng khá là nhanh thôi. Một trận chiến không diễn ra quá lâu ha. Như vậy là ST Gamer đã chiến thắng rồi. Và phần thưởng đó chính là những cái vật phẩm trong game mà thôi. Và một cái huân chương, ok. Tất nhiên là chúng ta sẽ được tăng hạng khi mà chiến thắng như vậy. Đó là cái cách mà người nông dân chơi. Đó, nếu như anh em là một người nông dân chính hiệu thì mình nói ngắn gọn là như này. Anh em chỉ cần đi đánh PVE và cày trang bị. Nếu như mà anh em muốn bán cho người chơi khác thì anh em phải có phiên bản máy tính để bán. Còn nếu như anh em không muốn bán, anh em để đó dùng leo danh ở trong top arena luôn. Thứ hai, nếu như anh em là một địa chủ. Địa chủ thì sao? Địa chủ của chúng ta có tiền mà, chúng ta không cần đi cày. Chúng ta lên chợ mua trực tiếp những cái vũ khí để còn đi đánh nhau luôn, chứ không phải đi cày nha. Bởi vì chúng ta có tiền mà, đúng không nào? Và lưu ý nha, đối với cả địa chủ thì sẽ có hai cách, có một cách để tăng lợi nhuận khi mà leo danh. Và cũng có một cái lưu ý nữa, đó là địa chủ ở đây mình nhấn mạnh là phải địa chủ cấp cấp huyện trở lên ha. Cấp thị trấn thì mình như là vẫn hơi nhỏ. Nói chung là anh em phải là một địa chủ lớn, có tiền ha, thì mới chạy đua vũ trang được ở trong tựa game này. Nếu như anh em chỉ là một người địa chủ nhỏ bé ở trong một ngôi làng nào đó thôi thì mình nghĩ là cũng không chạy đua vũ trang được với cả cái bọn ở trên này đâu. Thực sự là người chơi ở trong tựa game này nạp rất nhiều tiền để cày danh. Đó, chúng ta có 1 đồng thì người khác phải có 10 đồng cơ. Nên là anh em phải là một địa chủ lớn thì mới chạy đua vũ trang được. Đó, nếu như mà anh em là một địa chủ nhỏ thì mình nghĩ là thứ nhất anh em nên cày chay làm nông dân luôn, hạ xuống làm nông dân. Thứ hai là anh em chuyển sang game khác, nó nhỏ thôi nha. Lại với cả cái phần cái cách chơi cho địa chủ lớn thì thứ nhất là chúng ta có tiền, chúng ta hoàn toàn có thể lên phiên bản PC để mua đồ, mua kiếm này, mua áo giáp, mua vân vân để chúng ta đi chạy đua vũ trang, đi đánh nhau leo danh ở trong cái top này. Thứ hai đó nha, nếu như mà anh em muốn tăng lợi nhuận khi mà leo danh thì ở đây sẽ có một cách nữa cho anh em. Đây nha, mình sẽ quay trở lại trang web của trò chơi. Ở đây sẽ có phần ơn ha, anh em vào giúp mình phần ơn này. Và trong phần ơn này mình nhớ không lầm là có phần stake, đây nha, phần stake này. Và anh em vào giúp mình cái stake nào. Cái cách để tăng phần thưởng cho cái vị trí hạng của anh em ấy là anh em stake cái đồng NCG vào trong một cái point. Đây nha, ví dụ đây nha, mình có hỏi ý kiến một bạn ở trên Telegram thì bạn đó có chia sẻ là nếu như anh em stake 5.000, ok sorry anh em, hình như là bàn phím hỏng rồi anh em ạ, 5.000 đồng NCG tương đương với nó khoảng là hơn 2.000 đô ha, hơn 2.000 đô thì mỗi ngày anh em sẽ nhận về là 1,24 đô tiền lãi. Cộng với đó nha, cộng với đó nếu như mà anh em stake nhiều đồng NCG ấy thì phần thưởng leo danh của anh em sẽ được tăng lên. Ví dụ anh em stake 5.000 đồng NCG ở trong cái point thưởng này thì cái phần thưởng hạng của anh em sẽ được x2 lần ha. Ok, đây cũng chính là một cơ chế mình nghĩ là giúp cho cái tựa game này sống dai đến bây giờ.
Đó, mình nghĩ là như vậy. Đấy nha, nó thưởng theo danh và thưởng theo cái mức độ staking của anh em. Ví dụ, thưởng từ danh 2.000 đến danh 1. Ok, thưởng top 2.000 đến top 1 ha. Và tiếp theo đó là thưởng theo cái phần thưởng staking. Ví dụ anh em không staking thì vẫn nhận được thưởng, nhưng mà chỉ là một phần thôi. Còn nếu như anh em staking level 2, level 3. Ở đây nếu như anh em staking level 2 là từ 5.000 đồng NCG trở lên thì phần thưởng của em sẽ được x2 nha. Đó, ví dụ anh em không staking thì phần thưởng là 8. Còn nếu như anh em staking thì phần thưởng sẽ được x2 lên tận 15 đồng. Và tương tự như vậy, anh em staking càng nhiều thì phần thưởng nhân lên càng cao. Đó, đó là cơ chế của cái tựa game Nitrodico này. Và nếu như anh em không staking nha, thì tất nhiên vẫn nhận được phần thưởng, nhưng mà nhận được ít hơn là những người staking mà thôi. Ở trong phần này, mình đã nói vừa nãy rồi, là dành cho địa chủ đủ lớn thì với nên tham khảo. Với nên tham khảo nha, chứ mình không khuyến khích anh em đầu tư vào trong bất kỳ một dự án nào cả. Đây là cái chia sẻ thông tin về dự án mà thôi. Ok, và đó là sự khác nhau giữa nông dân chăm chỉ và người địa chủ cấp huyện trở lên. Và bây giờ sẽ có một cách nữa dành cho cả nông dân và địa chủ, đó là chúng ta vào giúp mình trang web của trò chơi ha. Anh em vào giúp mình phần ơn. Phần ơn ha. Ở trong phần ơn này chúng ta có thể làm nhiệm vụ, ví dụ như là điểm danh hàng ngày, leo lên level để nhận về những đồng NCG trong tựa game ngày hôm nay. Ở đây thì mình đã nhận được 9 đồng NCG rồi. Cái phần này thì mình nhớ là mình đã hướng dẫn anh em ở trong cái video thứ hai rồi, nên là trong video ngày hôm nay mình sẽ không hướng dẫn nữa. Cái phần rút tiền thì mình cũng đã hướng dẫn anh em rồi. Đó. À đúng rồi, còn có một phần ơn cuối cùng, đó là anh em đi mời bạn bè. Đó. Mời bạn bè để nhận được cái đồng NCG. Khi mà bạn bè của anh em lên level 50 thì sẽ nhận được 0,1 cái đồng NCG. Hoặc là khi mà bạn bè của anh em chơi game thì anh em sẽ nhận được là 0,1 cái đồng NCG. Tổng hợp cho hai phần này là 0,2 NCG trên một người bạn. Ok. Và ở trong tựa game ngày hôm nay hiện tại đang có một cái sự kiện trong phần workshop. Đó là sự kiện update đấy nha. Anh em vào giúp mình phần này. Sự kiện có tên là Aura Update. Chi tiết sự kiện như sau. Thứ nhất là đánh thức tiềm năng của bạn. Sự kiện nâng cấp hào quang. Sự kiện này có sẵn cho cả phiên bản PC và phiên bản mobile. Trong sự kiện này, bạn sẽ nhận được phần thưởng khi nâng cấp hào quang của mình. Hào quang tức là cái xanh xanh này, cái mà ở trên đầu anh em ấy, chính nó gọi là hào quang. Ok. Và tùy theo mức nâng cấp có thể nhận được những phần thưởng khác nhau, cụ thể như sau. Thời gian diễn ra sự kiện là từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 19 tháng 12, 4 tuần ha. Nâng cấp hào quang của bạn cấp độ huyền thoại trở lên trong thời gian diễn ra sự kiện. Ở cấp độ hào quang 1, 3, 5, bạn sẽ nhận được trang phục độc quyền. Mỗi bộ trang phục sẽ có ngoại hình và chỉ số khác nhau. Đó là thông tin chi tiết về sự kiện update trong cái tựa game ngày hôm nay. Anh em nào quan tâm thì có thể tìm hiểu thêm. Quay trở lại với cả dự án này. Thì tóm gọn lại, dự án game ngày hôm nay, nếu như anh em chơi miễn phí, là một người nông dân chính hiệu, là một người nông dân chăm chỉ, thì chúng ta vẫn có cơm ăn. Nhưng nếu như chúng ta có máy tính là một lợi thế ở trong cái phần chơi nông dân. Nếu như anh em là nông dân thì em nên áp dụng những cái gọi là công nghệ kỹ thuật cao vào trong cái việc cày cuốc để có thể đem lại cái lợi nhuận cao hơn ha. Đó là chúng ta đi bán đồ cho người chơi khác. Ok. Thứ hai, nếu như mà anh em chơi game này với phong thái của một người địa chủ, một người rich kid chính hiệu ấy, thì anh em phải là một rich kid hàng real ha, thì mới chơi được kiểu này. Bởi vì chỉ có real với có thể chạy đua vũ trang, anh em bỏ tiền ra mua vật phẩm trên chợ, anh em chạy đua vũ trang, anh em đi leo danh, anh em đi đi đấm những cái thằng khác ở trên danh và leo ở trên gọi là đỉnh cao cuộc sống à, thì mới có tiền nếu như mà anh em chơi theo cách địa chủ. Ok. Phần nữa, nếu như mà anh em thừa tiền thì có thể tham khảo cái phần stake cái đồng NCG để làm gì. Như vừa nãy mình đã chia sẻ rồi, khi mà anh em stake đến cái level nhất định thì phần thưởng hạng của anh em sẽ được tăng lên, và không những chúng ta nhận được cái phần thưởng hạng nhiều hơn là những người chơi không stake, mà chúng ta còn nhận được lãi khi mà stake như vậy. Mình nhớ không lầm đây nha, mình sẽ mở luôn cho anh em, mình vào lại cái trang này ha. Đây nha, nếu như mà anh em stake được đến level 2, khi mà anh em stake này chúng ta sẽ có hai cái ưu điểm, đó là chúng ta nhận được phần thưởng hạng cao hơn. Thứ hai là chúng ta nhận được cái lãi khi mà chúng ta stake. Đó, ví dụ nếu như chúng ta stake được khoảng hơn 2.000 đô thì lãi hàng ngày là 1,56 đô. Đó là lãi ở trong tựa game ha. Và đó cũng chính là hai tính năng chính của cái tính năng stake thanh khoản ở trong tựa game ngày hôm nay. Đối với cả cái phần nạp tiền là không bắt buộc ha, anh em nạp cũng được mà không nạp cũng được. Không nạp thì chúng ta chơi vì đam mê, chơi vì đam mê là một người nông dân, chơi vì cái phần cái cuốc đó. Anh em nạp tiền thì đó là quyền của anh em, mình không khuyến khích hay là không kêu gọi nạp tiền vào trong bất kỳ dự án nào nha. Bởi vì thực tế là anh em nạp tiền thì mình cũng có được cái gì đâu. Ok, đó là toàn bộ những gì mà hôm nay mình muốn chia sẻ cho anh em. Video của mình đến đây cũng đã khá dài rồi. Video tiếp theo sẽ là về một tựa game Play to Earn rất là hay. Mình chắc chắn anh em sẽ không thất vọng về tựa game này đâu. Nên là anh em đừng quên theo dõi kênh YouTube của mình để đón xem những cái video mới nhất về game NFT ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở video sau nha. Xin chào.